Hello, mến chào tất cả anh chị em nha. Thì lại gặp tất cả anh chị em ở tại kênh của miền Tây nha. Có một anh kêu em là hát thử cái bài Hoa Nở Về Đêm. Thì hôm nay em sẽ hát thử bài Hoa Nở Về Đêm nha. Hôm nay là em sẽ ngồi gần cái dàn máy dàn lo của em nha. Đưa cái tay cái là đụng lo nè. Đây, đưa tay là đụng lo nha. Thử đây cái khoảng cách 1 mét này á. 1 mét trước lo nè, nhưng mà có cái người của em cản cái micro cho nên là chắc nó cũng không nó nổi hú anh chị em. Y lô 1 2 3 4 5 6. Thì hôm nay sẽ hát khoảng cách 1 mét trước lo bài Hoa Nở Về Đêm. Đó, cái echo nó giọng đi ghèo. Dạ em bắt hát thử anh chị em. Nghe nó phê. Tặng người chưa biết một lời.
chưa quen một người ở lại đèn trắng gói mộng. Yêu ai anh bắn sông dài cho đẹp lòng cái bài qua nở đêm là có một cái anh là anh đề nghị em hát cái bài này thì em hát cho anh em nghe thử thử cái tiếng mic khi mà ở gần lo luôn thử gây nghe cái nó có bị quặn bị ù do vang số không. 1 2 3 nè mic giật ra xa thì nó không hút nha anh em, giật ra xa cái này chắc nó không hút đâu. Hai 7 y lơ 7 5 6. Thì anh chị em cho em cái đánh giá về cái mic này, cái FS này nó cái tiếng súp này như thế nào nha anh em. Thì cái bài này là cái bài em mới hát thôi, thì mới tập thì chưa giờ hát thử, hát không thử rồi bắt đầu nghe thử hát được không rồi bắt đầu mới hát đăng lên cho anh em xem. Thì cái clip này hoàn toàn là từ đầu tới cuối, là từ đầu tới cuối là em sẽ để từ đầu cuối không có cắt gì hết để cho anh em nhận xét nha. Đó. Thì anh chị em nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha, bấm vô cái nút đăng ký á. Mùa dịch này ở không thì em quay nhiều clip cho anh em xem, thì anh em coi thì ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh, like, share cái clip này. Nói chung là cái gì mà giúp được em thì giúp. Rồi chúc tất cả anh em nhiều sức khỏe, bye bye. Đó, không có cắt luôn nha, để vậy luôn rồi mới tắt.